Susan's wedding day, ngày cưới của Susan. Wedding là lễ cưới, wedding day có nghĩa là ngày cưới. Susan is getting married. Susan sẽ cưới, sẽ làm đám cưới. Ta có cụm từ cưới nhau là get married, married, married. Cái từ married này là tính từ xuất phát từ động từ marry, marry cũng là cưới. Người ta nói marry hoặc là get married. Đó. Susan is getting married. Susan sẽ làm đám cưới. Her fiance, her fiance's name is Michael. Fiance là chồng sắp cưới, vợ sắp cưới. Không biết ngoài cái từ đấy ra thì ở Việt Nam còn có từ gì khác nữa không? Nhưng mà như vậy là chính xác rồi. Tức là người chồng sắp cưới, vợ sắp cưới thì người ta gọi với một cái từ gì đó mà tôi không nhớ ra nữa. Mời các bạn tìm hiểu thêm. Cái từ này hơi khó đọc nhé, đọc là fiance, fiance. Fiance, cái từ này là mượn của tiếng Pháp cho nên là nghe nó hơi giống tiếng Pháp. Her fiance. Cái từ này các bạn đừng có đọc theo kiểu đoán nhé. Vì đoán nó sẽ sang những cái kiểu khác hoàn toàn đấy. Từ này nó đọc bất quy tắc, từ này mượn của tiếng Pháp mà. Her fiance's name is Michael. Tức là chồng chưa cưới của cô ấy, chồng sắp cưới của cô ấy là tên là Michael. They are in love. Họ yêu nhau. In love, to be in love là yêu nhau. They are getting married today. Và họ sẽ cưới nhau ngày hôm nay. Susan wakes up early. Susan dậy từ rất sớm, early, sớm. She is getting her hair done. Cô ấy sẽ làm tóc của cô ấy xong, gọn gàng. Get done là làm xong cái gì đó. Getting her hair có nghĩa là làm tóc. Susan is having her makeup done too. Và cô ấy cũng sẽ phải trang điểm nữa. Makeup là trang điểm. Her makeup, makeup ở đây là danh từ nhé. Makeup có nghĩa là cái đồ trang điểm. Having hoặc là getting her makeup done too có nghĩa là trang điểm xong đấy. Sẽ phải làm tóc sẵn sàng này, chuẩn bị tóc sẵn sàng này, rồi trang điểm sẵn sàng này. Done là xong có nghĩa là sẵn sàng đấy. Susan looks beautiful. Susan trông rất đẹp. She puts on her white wedding dress. Cô ấy mặc chiếc váy cưới màu trắng. White wedding dress là chiếc váy cưới màu trắng. She puts on her veil. Veil là cái khăn che mặt. Cô ấy đeo một khăn che mặt. Susan needs something blue. Susan cần một thứ gì đó màu xanh. Her garter is blue. Và cái nịt bít tất của cô ấy màu xanh. Garter là cái nịt bít tất. Nịt bít tất tức là một cái để giữ cố định cho cái bít tất. Cái này thì các bạn tìm hiểu thêm nhé. Các bạn search trên Google. Garter. Susan needs something old. Susan cần một thứ gì đó cũ. Her grandmother's ring is old. Nhẫn của bà của cô ấy là ring là nhẫn. Là một chiếc nhẫn cũ. Susan needs something borrowed. Susan cần một thứ gì đó mà được mượn từ người khác. Borrow là mượn. Borrowed là tính từ tức là được mượn từ người khác. She's wearing her mother's jewelry. Và cô ấy đang đeo, cô ấy sẽ đeo một cái trang sức của mẹ cô ấy. Trang sức là jewelry. 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 Susan needs something new. New là mới. Old là cũ. New. New là mới. Chính xác thì cái từ này không phải đọc là new, nó là new. Nó là âm u dài, tức là new, new. Nhưng mà khi đọc thì chúng ta biến thể nó đi là new, new. Không sao cả. Susan cần một thứ gì đó mới. Her shoes and dress are new. Đôi giày và váy của cô ấy là mới rồi. Susan needs a penny for her shoe. Susan cần một đồng xu. Penny là một đồng xu. Penny. Để cho vào trong giày. It will bring her good luck. Và nó sẽ mang lại may mắn cho cô ấy. Good luck là may mắn. Bring là mang.
Bring her good luck, mang lại may mắn cho cô ấy. Susan is ready to get married. Và Susan đã sẵn sàng để làm đám cưới. Ready to get married.